Trong tay của mình đây là chiếc áo bộ MDL0402B. Đây là một chiếc phiên bản gọi là cao cấp nhất của thương hiệu Trung Quốc nha. Áo này là đang là áo CL, trọng lượng của mình là 70kg và cao 1m69 nha. Cái dây kéo này là dây kéo mình để khăn nước luôn. Các bạn xài các bạn kéo lên như thế này, sau đó bạn gập vào nha. Đó, bạn gập như thế này vào như thế là xong rồi. Bộ này thì nó sẽ có hai cái ống tay kiểu như thế này nè. Các bạn để làm biết làm gì không? Khi mà các bạn bó lại nha, bó lại sát lại thì cái khả năng mà nước mưa nó vào á là rất là khó vào được luôn so với những cái mẫu áo mưa bình thường nha. Mình kéo lại hai bên này. Đặc biệt hơn á là cái mẫu áo mưa này á, nó sẽ trang bị cho bạn là hai cái đèn, một cái ở phía trước nè, một cái ở phía sau nè, là hai cái đèn. Đèn này để làm gì? Đèn này là sẽ giúp cho các bạn có thể đi ban ngày đi đêm nó chớp nháy á. Giống như nếu mà bạn là người dẫn đoàn hoặc bạn đi đêm mà muốn an toàn hơn thì bạn bật cái đèn lên, đơn giản vậy thôi. Rồi mẫu áo mưa này thì nó sẽ trang bị cho bạn hai nón nha. Nón thứ nhất là giống như cái ninja vậy đó, các bạn trùm lại như thế này, trùm lên rồi bạn đội nó phun phay bao một đôi gì đó tùy bạn. Rồi còn cái nón này là đội nón để mà che mưa nha. Rồi bạn siết lại chỗ này nha. Còn thì nó sẽ có cái đai phản quang ở đây nha, các bạn để ý nha. Và đặc biệt hơn một cái là phía trong cái quần này thì nó sẽ cho bạn thêm cái ống, các bạn có thể lận là như này nè, đó, nó trùm lên cái giày của mình, hiện chưa? Giả sử như bạn không xài đúng không, bạn lần nó lên, bạn lần nó lên và ở phía trong nó sẽ có một cái nút bấm như thế này, kéo lên như thế này đó, bạn bấm nó lại. Đó, bây giờ là bấm 4 cái nha thì nó sẽ trở thành cái quần bình thường thôi, rất là thuận tiện luôn. Đó, đây là các bạn như này, CL nha, 70kg, 1m69. Bạn nào thích mẫu áo mưa Trung Quốc 042B này để lại comment xuống bên dưới nha.